Xin chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm máy khoan đất Oshima 2PS với hiệu quả làm việc tối ưu sẽ làm cho chúng ta hài lòng về nó. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Máy khoan đất trồng cây Oshima 2PS thiết kế có tính di động cao do sử dụng nguyên liệu xăng pha nhớt với dung tích xi lanh 54cc giúp bạn làm việc không bị giới hạn về khoảng cách. Motor máy khoan lỗ trồng cây Oshima 2PS mạnh mẽ với công suất 1.8 kW, tốc độ vòng quay động cơ 8.000 đến 9.000 vòng một phút, tốc độ vòng quay hộp số 200 đến 300 vòng một phút giúp khoan lỗ nhanh chóng hơn, mang lại hiệu suất cao trong công việc. Máy có thể sử dụng nhiều loại mũi 100, 150, 200, 250 và 300mm, thích hợp cho việc khoan lỗ trồng tiêu, cà phê, thanh long. Máy có hai bộ tay ga áp dụng cho hai người dùng làm tăng hiệu quả cao trong công việc khoan. Khung máy rất chắc chắn, an toàn cho người sử dụng khi khoan. Trọng lượng của máy khoan Oshima 2PS nhẹ, có thể khuân vác, di chuyển dễ dàng khi sử dụng. Máy có hộp số tự động, hộp số và mũi khoan của máy được làm từ hợp kim thép có độ bền cao. Như chúng ta biết, đối với ngành nông nghiệp thì việc đào hố trồng cây mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Nhiều khu vực đồi rừng hoặc đất vườn bị chất, rất khó để có thể đào hố trồng cây bằng tay. Vì thế, máy khoan đất trồng cây giúp cho bà con nông dân tăng năng suất hiệu quả hơn trong việc trồng trọt cây cối, mà khác chủ động hơn trong việc phải tìm kiếm nhân công đào hố trồng rừng. Máy khoan lỗ trồng cây ra đời cải thiện sức lao động cũng như hiệu quả. Máy có thể đào tới 500 hố một ngày, hiệu quả hơn rất nhiều so với đào tay. Về chi tiết máy, chúng ta có thể thấy đây là bình xăng. Bình xăng được thiết kế đứng sẽ giúp chúng ta không bị chảo xăng ra ngoài. Dây giật khởi động, e gió, công tắc tắt mở, và tay ga. Tay cầm và phụ kiện thì chúng ta có bình xăng pha nhớt, phễu, khóa mở bu vi, chìa khóa, tu vít và lục giác. Với nhiều năm kinh nghiệm các mặt hàng máy nông ngư cơ, chúng tôi hoàn toàn có đủ uy tín để tư vấn cho người sử dụng mua được một chiếc máy chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Oshima được biết đến là một thương hiệu Nhật Bản và lắp ráp tại Trung Quốc, lên chất lượng và giá thành cực kỳ hợp lý. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.